Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyên mục điểm tin công nghệ của Hatch Channel. Và sau đây là điểm tin công nghệ của ngày 28 tháng 12. Mi 11 5G chính thức ra mắt. Xiaomi chính thức ra mắt Mi 11 5G vào tối ngày 28 tháng 12. Và đây là flagship nhằm nối tiếp dòng Mi 10 ra mắt vào năm 2020. Với nhiều tính năng và nâng cấp về cấu hình mạnh mẽ, Mi 11 5G là smartphone đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 888 5G với tiến trình 5nm cùng với công nghệ VC Liquid Cool. Máy cũng sẽ hỗ trợ dung lượng RAM lên tới 12GB và người dùng có thể tối đa bộ nhớ trong lên tới 256GB để lưu trữ. Mi 11 sẽ chạy trên hệ điều hành Android 11 với giao diện người dùng MIUI 12.5 ngay sau khi xuất xưởng và hỗ trợ các kết nối như 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS và sử dụng USB Type-C để sạc cũng như đồng bộ hóa dữ liệu. Mi 11 5G được trang bị màn hình Dot Display AMOLED cong 6,81 inch, độ phân giải là 2K, hỗ trợ tần số quét là 120Hz và tần số quét cảm ứng lên tới 480Hz. Cụm 3 camera của máy bao gồm một camera chính 108MP, hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng 13MP và một camera tele 50mm 5MP, hỗ trợ quay video 8K. Còn ở mặt trước, máy sẽ có một camera selfie 20MP. Mi 11 sẽ sở hữu viên pin đó là 4600mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây là 55W. Sạc nhanh không dây là 50W và sạc ngược không dây lên đến 10W. Xiaomi sẽ mở bán flagship Mi 11 của mình vào ngày 1 tháng 1 tới đây với mức giá khởi điểm là 3.999 tệ, khoảng 14,1 triệu đồng cho bản 8GB RAM và 128GB ROM. Về củ sạc, Xiaomi có một pha khác biệt khi giữ đúng lời nói là không kèm củ sạc trong hộp. Tuy nhiên, người dùng có thể mua một phiên bản bundle có tặng kèm củ sạc riêng với cùng một giá bán. Như vậy, những ai đã có sẵn sạc thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường. Những ai chưa có thì chúng ta có thể lựa chọn phiên bản còn lại. LG sắp trở lại với V70. LG được cho là sẽ quay trở lại thị trường smartphone cao cấp với chiếc LG V70 chuẩn bị ra mắt trong nửa đầu năm sau. Hình ảnh cho thấy một chiếc smartphone tương đối cao cấp với cụm camera chính được đầu tư khá nhiều ở mặt lưng. Mặt lưng này của máy sẽ được thiết kế cong tràn ra hai cạnh bên tương tự như nhiều smartphone của LG trước đây. Đáng chú ý là khu vực đặt cụm camera tương đối to và hầm hố. Thiết kế vị trí 3 camera chính được đặt dọc với kích thước nhỏ dần, giống với thiết kế camera trên chiếc LG Velvet đối diện trước đó. Tuy nhiên có vẻ như được LG đầu tư hơn. Bên cạnh cụm camera này còn xuất hiện một logo của Samsung, một trong những công ty chuyên về lĩnh vực hình ảnh và quang học. Sản xuất nhiều ống kính chất lượng cho các máy ảnh DSLR và Micro LED của Canon, Sony, Nikon. Điều này phần nào khẳng định LG V70 sẽ có chất lượng camera vượt trội. Galaxy A82 5G lộ diện. Bản concept Galaxy A82 5G được nhà thiết kế có tên là Ogget Oster tạo ra. Máy sử dụng thiết kế đục lỗ để chứa camera selfie 32MP nằm ở vị trí chính giữa phần viền trên. Nhờ có phần viền bezel, các cạnh viền điện thoại này có kích thước cực kỳ mỏng, kể cả phần dưới cầm. Galaxy A82 5G có màn hình có kích thước khá lớn là 6,9 inch, sử dụng tấm nền Super AMOLED, hỗ trợ độ phân giải là Full HD+. Điểm khác biệt về thiết kế là cụm camera của máy được đặt ngang ở vị trí phần giữa, giống với các mẫu smartphone của LG G Series. Về thông số, cụm máy ảnh này có đến 5 ống kính bao gồm một cảm biến chính 50mm, ống kính 12mm cho góc chụp siêu rộng, một camera tele 8mm, một camera macro 5mm và một cảm biến làm nhiệm vụ đo chiều sâu khi chụp ảnh chân dung. Về hiệu năng, A82 5G dự kiến sẽ được sử dụng chipset Exynos 10805 nm, kèm theo RAM 6 hoặc 8GB, máy cũng sẽ có dung lượng pin khủng với khoảng là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W và cảm biến vân tay sẽ được tích hợp dưới màn hình. Samsung Galaxy Book Flex 2 5G ra mắt. Mới đây, Samsung vừa đi chiếc Galaxy Book Flex 2 5G ra mắt thị trường thông qua một video giới thiệu trên YouTube. Đây là chiếc máy tính 2-trong-1 được trang bị con chip Intel thế hệ 11 và cổng Thunderbolt 4. Galaxy Book Flex 2 5G là chiếc máy tính sách tay kết hợp máy tính bảng 2-trong-1, hỗ trợ bút S Pen cảm ứng rất hữu dụng khi kết hợp thêm với ứng dụng Galaxy Note. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng nó như một quyển sổ để ghi chú, vẽ hình, sửa ảnh hay thậm chí là tạo và chỉnh sửa file PDF một cách linh hoạt. Về thông số kỹ thuật, Galaxy Book Flex 2 5G được trang bị một màn hình cảm ứng 13.3 inch. Độ phân giải là Full HD+, chip Intel thế hệ thứ 11 mạnh mẽ đi cùng với 16GB RAM, 512GB SSD, dung lượng pin là 69,7 W đáp ứng nhu cầu sử dụng cho cả ngày. Và trên đây là điểm tin công nghệ của ngày 28 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi và đừng quên subscribe, bấm nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.